Tiso xin kính chào cô chú anh chị các bạn xa gần. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tiso Video. Hôm nay thì cả nhà mình sẽ đi xuống bãi trước Mũi Né để coi hải sản của Tiso ạ. Dạ không ạ, cảm ơn. Đây là bán sơ bắp á cả nhà. Chú đó sẽ đem xuống phía dưới để bán cho những cái người mà người ta đi hải sản ở chỗ này nè. Bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng. Mấy hôm nay Phan Thiết mình trời nắng đẹp, cho nên là cả nhà mình đi chơi thì đi biển được thoải mái. Nhà mình thấy biển thì hôm nay đẹp ha, nắng rồi lên các thúng họ đậu ngay ở bên bờ. Đây là đống hải sản rất là nặng nè, nặng lắm luôn á cả nhà mình. Hai cái thùng này là nặng lắm mà. Kênh này thì họ đang chờ hải sản vô cả nhà mình, chưa có gì. Đây là cái ghẹ dĩa nè. Đây họ làm cá chài, cá này để làm sạch rồi làm chả nè các bạn. Dạ không ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này ngon này cả nhà. Từ nhớ rồi, cái này mà ai mà biết ăn mà không có ăn cá mà xương đó là ăn cái này về chiên giòn. Có ăn không em? Dạ không, mà cô bán hay. Cá lưỡi trâu chiên là nó giòn khấu luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon. Ngon quá. Để đó chị đừng kịp, anh sáng nó lụm, anh lụm cái rổ nó vô. Có bỏ chị bỏ đây. Có hút nữa, bây giờ hút đi. Có hèn mà không đưa là cái bữa lụm nó xùi, nó xịt chứ. Con bữa rổ, có nhiều đó. Ý giờ là giả thay có chứ. Chụp cái này đi.
thua mà ốp chắc rồi, không có gì to được đâu cha. Có cân này, không đậu. Bỏ sao ngoài chợ để cho tôi mua cho bé. Đấy không đi, em xác chụp đấy. Bao nhiêu mà? Mua cho em chạy xuống giờ á, mua. À mua em chạy xuống giờ, mua cho em á. Cái gì mua luôn mua. Trong đó không có gì hết đi anh à. Mua. Em ở trên đặt em xuống giờ á. À rồi. Mua giùm bả gì chứ. Giờ 20 ngàn nữa mà. Không lấy là 200 được chồng. Để chị chủ cái gì trắng không? Hả? Cái gì trắng không? Cái này này. Nhiêu ký? 41. Trong mấy bữa mua phương trăm rồi. Không có nuôi ở đây mua có nuôi lắm rồi. Tôi kiếm bị á, chị ba khảo chặn bị rồi đó, cho nó rồi. Bị tự mình nghe tâm tích nữa đây nhỉ. Là 20.000 ba. Con tâm dẹp rồi, sọc đây. Ủa gì hả? Đâu 20 đi. Đâu có 20 nữa. Ngay ghĩa đây, mấy tâm ghĩa đây này. Bà đi mua lễ bắt mượn mua thì bà hai kiếm. Bà vô cái gì đây? Đây cả nhà mình thấy buổi sáng mình ra đây là nhiều người, người ta đi hải sản vô, cái này người ta gọi là đi rập. Còn có đi giả cào nữa là họ sẽ đậu ở bên bãi bên kia. Thì một cái góc này như cả nhà mình nhìn thấy là khách du lịch rồi là thì người ta thường sẽ xuống ở đây để người ta coi mua hải sản vào buổi sáng. Và cái bãi này thì thông thường là sẽ không có tắm nha cả nhà. Tắm mà mình chỉ đến để mình chơi, mình tham quan, mình chụp hình thôi. Thì cái bãi này thì buổi sáng người ta khai thác hải sản rồi luôn, cho nên là sẽ có mùi. Với lại những cái sò, những cái vỏ mảnh ở đây còn lại trên cái mặt cát này nè. Cho nên là mình đi, mình di chuyển là nó sẽ đi trên không rồi này nọ, là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Còn 5 kg nữa à, không rửa 5 kg à. Chờ biết có vui không mà tôi chờ. Đấy, chờ 5 kg rồi. Lấy luôn. Dây. Lấy nữa. Nói ta kèn lấy. Em im đi. Bên này là một khách du lịch đang mua đồ. Đủ không? Nếu mà đủ thì cô đem cho nó lên. Cô bán đá cho.
chị. Có đá không? Sống ăn chị ạ. Có đá cô mua đá xay chứ đừng mua đá cây nha. Đá xay chứ đá cây không có được. Đá xay, đá xay đi. Đá cây nhiều đá. Bán đá xong là bao nhiêu? Có thùng canh đá được sao? Ừ. Ba ký là 10. Có con bé là con bé. Dạ thì đến đây Tiso xin cảm ơn cả nhà mình đã đi dạo cùng với Tiso xem mọi người bán hải sản nha. Kính chúc sức khỏe, ngày vui hạnh.